Xin chào các bác anh chị, thì hôm nay hãy sẽ chia sẻ của anh chị mình một cái bài thuốc trị ho. Ho lâu năm, ho mấy cũng hết. Bởi vì sao hãy dám nói như vậy ạ? Bởi vì cách đây khoảng hơn 2 năm hoặc là 1 năm mấy thì hãy có chia sẻ một cái bài thuốc trị ho từ lá chanh, củ gừng và đường phèn. Và trong khoảng thời gian từ đó đến bây giờ thì hãy đã nhận hồi âm lại rất nhiều cô bác anh chị nhỏ tuổi, hoặc là tuổi trung bình, trung niên, hoặc là tuổi cao tuổi cũng có. Có những gia đình có hai người già mà bị hai người đều bị bệnh hết, bị bệnh ho lâu năm, có người ho mười mấy năm. Nhưng điều trị rất là nhiều nơi luôn mà không hết. Thì sau khi vô tình có duyên xem được cái video đó của Hải thì áp dụng, bởi vì nó rất dễ luôn và nó không tốn tiền. Cho nên là sau thời gian sử dụng một thời gian ngắn thì hai vợ chồng già lớn tuổi này đã có kết quả cực kỳ tuyệt vời và hồi âm lại cho mình. Và rất là nhiều người cũng đã áp dụng bài thuốc này và đã hết. Nhưng có một cái vấn đề ở trong bài thuốc này, đó là nó sử dụng gừng, lá chanh và đường phèn. Cái vấn đề ở đây là cái gừng. Bởi vì cái gừng này là những người cao huyết áp không sử dụng được. Và rất là nhiều người hỏi Hải, thì nếu mà chúng ta bị cao huyết áp, chúng ta bỏ gừng ra, chúng ta chỉ sử dụng lá chanh và đường phèn, thì đôi khi cái công dụng của bài thuốc nó sẽ bị giảm đi. Trước vấn đề này thì Hải cũng đã nghiên cứu ra một cái bài thuốc mà chúng ta không sử dụng gừng, mà chúng ta sẽ thay thế cái dược liệu khác. Nó có tính kháng viêm kháng khuẩn rất là cao. Bởi vì dược liệu này nó có thể hỗ trợ điều trị viêm gan, xơ gan, ung thư gan và phòng được cái bệnh gan. Cho nên cái việc kháng khuẩn kháng viêm của loại dược liệu này rất là tốt. Thì chúng ta có thể kết hợp giữa lá chanh và cái dược liệu này. Và đó là dược liệu gì? Đây này của anh chị. Thì đây này của anh chị, có anh chị mình nhận ra đây là cái hoa của cây gì không ạ? Đây, cái thân của nó đây. Và cái lá của nó đây. Chắc hẳn rất nhiều của anh chị mình đã nhận ra rồi, bởi vì cây này Hải đã chia sẻ cách đây không lâu. Nhưng do thời gian có hạn cho nên Hải cũng chưa chia sẻ hết những công dụng tuyệt vời của nó. Thì đây là cây cà gai leo. Cà gai leo. Đây. Đó. Cà gai leo này nó rất là tuyệt vời luôn. Hôm trước Hải chia sẻ rất là nhiều công dụng từ cây cà gai leo này. Rồi bây giờ để tiếp tục những công dụng tuyệt vời của cây cà gai leo thì Hải sẽ bẻ một cái nhánh này. Đây, lá của nó đây các anh chị. Mình sẽ quay rõ hơn ha, tại vì chắc có lẽ có một số của anh chị mình mới vào xem cái video này, chưa xem video kia thì cũng chưa có nhận dạng được ra cái cà gai leo này nhiều. Đây của anh chị, thân nó thì có gai, lá của nó cũng có gai. Đây các anh chị mình nhìn kỹ nè, ở trên cái sống lửa lá của nó có gai nè. Đây, 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 cái này còn nhỏ nên chưa có trái của anh chị mình nè. Đó, cà gai leo. Rồi mình sẽ để một nhánh nhỏ như thế này mà mình sẽ chia sẻ bài thuốc cho các anh chị mình ha. Rồi xin mời các anh chị. Bây giờ bài thuốc thì Hải chia sẻ sơ lại cái thông tin về cây cà gai leo này để có một số các anh chị mình mới vào xem cái video này mà chưa xem cái video đầu thì sẽ tham khảo một phần nữa ha. Thì cà gai leo này nó còn có tên khác, còn hay gọi là cà quýn hoặc là cà quắn hoặc là cà gai cườm hoặc là cà gai dây. Họ là họ cà, bộ phận sử dụng của nó là rễ và dây. Rễ người ta còn hay gọi nó là thích da căng, còn cái dây này người ta còn hay gọi là thích da đằng. Tính vị của cây cà gai leo này đó là nó hơi the và tính ấm. Loại này không có độc và nó không có tác dụng phụ, cho nên rất là thích hợp để chúng ta có thể sử dụng lâu dài. Ở phần 1, ở video đầu lúc bữa giờ thì Hải chia sẻ là cái video đó, Hải có chia sẻ là công dụng trị viêm gan, xơ gan nè, hỗ trợ điều trị ung thư nè, phòng bệnh về gan nè, sưng chân răng nè và giải rượu rất là tuyệt vời từ cái cà gai leo này. Thì hôm nay Hải sẽ bổ sung thêm một cái bài thuốc mà bữa giờ của anh chị mình, đó là lúc trước rất là lâu rồi, năm rồi hay là cách đây gần 2 năm rồi, Hải chia sẻ một cái bài thuốc để trị cái bệnh ho lâu năm. Nhưng ở trong đó, cái bài thuốc đó thì gồm dược liệu là gừng và lá chanh và đường phèn. Nhưng cái khúc mắc ở đây là cái gừng
Gừng thì bình thường thì chúng ta sử dụng được, nhưng những người bị cao huyết áp á, chúng ta sử dụng không được. Bữa giờ cũng rất là nhiều các anh chị mình hỏi Hải rồi. Cho nên á, hôm nay Hải nghiên cứu ra một cái bài thuốc trị ho này mà chúng ta không sử dụng gừng, mà chúng ta sử dụng cái dược liệu thay thế bằng cà gai leo này. Và cái bài thuốc đó như thế nào thì đây ạ. Để có bài thuốc trị ho từ cây cà gai leo này thì cô bác anh chị mình lấy cho Hải á, là 10 gram cái rễ cây cà gai leo. Cái này mình ngắt đọt đây để mình demo cho bác anh chị mình thôi. Khi mà chúng ta sử dụng là chúng ta sử dụng phần rễ của nó hoặc là phần thân của nó tươi, 10 gram tươi rồi về rửa đi, rồi chặt khúc ra và bỏ một cái nồi. Cô anh chị, đây là cây chanh nhà mình. Mình mới trồng cho nên nó còn nhỏ lắm. Thì cô bác anh chị mình lấy cho Hải cái lá chanh á, đừng có quá non như thế này. Lá chanh như thế này đây. Đây. Lá chanh này là lá chanh trung bình hả các bạn chị mình ha. Đó. Lá chanh trung bình. Các anh chị mình bẻ cho Hải 10 lá. Nếu lá nhỏ hơn thì bẻ 12 đến 15 lá. Nếu lá lớn hơn như lá này là đã lớn này, đây. Thì các anh chị mình bẻ cho Hải 8 lá. Các anh chị mình ngâm qua nước muối loãng, rửa qua nước sạch, các anh chị mình để ráo và chúng ta sẽ sắc sợi ra. Bỏ một cái nồi đã có cái rễ hoặc cái thân cà gai leo này bỏ vào. Đó. Về cân đo đong đếm. Về cân đo đong đếm thì cái lá chanh này khoảng 30 từ 20 đến 30 gram. Đó, nhưng mà chúng ta khỏi cần cân thì chúng ta lấy cho Hải từ 10 lá đến 12 lá đó. Rồi, tất cả bỏ vào một cái nồi, đổ cho Hải một xị nước vào, có nghĩa là 250 ml, 250 ml nước nước sạch. Và của bác anh chị mình cố gắng nấu sắc lại cho Hải còn 150 ml. Và chúng ta sẽ chắc lấy nước. Nước đó của bác anh chị mình đó là chia làm 2 đến 3 lần uống trong ngày và uống sau bữa ăn 5 đến 10 phút. Bởi vì sao? Khi chúng ta ăn á, thì dù gì cũng có dầu mỡ nó bám vào cái thành cổ chúng ta. Khi mà chúng ta ăn xong rồi, chúng ta uống nước đồ xong thì chúng ta sẽ uống cái này vào. Thì là có tác dụng là nó sẽ làm tuột cái dầu mỡ xuống, không có nó không có động lại ở trên thành họng chúng ta, nó gây ngứa viêm họng và những người đang bị ho đó thì rất là dễ bị ho. Đó. Ngoài ra thì bài thuốc trước cũng có lá chanh, nhưng mà bài thuốc này cũng có lá chanh nhưng nó khác ở nhau là chỗ bài thuốc trước thì Hải chia sẻ thì cũng thực sự ra rất là nhiều của anh chị mình là đã trị hết những căn bệnh ho lâu năm, có người ho mười mấy năm, đi hết bệnh viện này tới bệnh viện nọ nhưng đôi khi nó không có giảm nhiều. Và sử dụng bài thuốc lá chanh, củ gừng và cái đường phèn thì thực sự ra là rất là công hiệu. Nhưng có những vấn đề như hồi nãy Hải nói là những người bị gọi là bị cao huyết áp, người ta sử dụng gừng là không được. Bởi vì gừng là tính nó nóng, mà những người hay bị cao huyết áp là những người hay thể trạng nóng, nó nóng huyết áp nó mới tăng. Đó, giống như một cái ấm nước của anh chị mình là chế gần đầy thôi. Nhưng khi mà chúng ta nấu nó nóng lên thì nó sẽ tràn ra ngoài. Đó, cơ thể chúng ta cũng vậy. Khi mà chúng ta bị nhiệt, thường những người bị cao huyết áp là thường những người bị nhiệt, nóng. Mà chúng ta sử dụng gừng nữa thì nó sẽ làm cao huyết áp hơn. Như vậy thường thì tại sao mà những người bị cao huyết áp là hạn chế sử dụng gừng là như vậy đó. Gừng thì nó có tính ấm, nóng. Đó, cho nên là nó sẽ làm cao huyết áp hơn. Như vậy thì hôm nay Hải đang nghiên cứu ra cái cây cà gai leo này. Và chúng ta kết hợp với lá chanh. Thì chúng ta sử dụng cho những người ho lâu năm hoặc ho gà, ho lâu năm. Rất là tuyệt vời. Từ cái dương liệu rất đơn giản này. Nếu mà chúng ta nhà có lá chanh mà chúng ta không có cà gai leo, mà chúng ta bị cao huyết áp, mà chúng ta không sử dụng được cái gừng thì thôi. Cái vấn đề cấp bách thì chúng ta sử dụng lá chanh và cái đường phèn thôi. Đường phèn nó có vấn đề gì ạ? Nó có tác dụng gì? Nó có tác dụng là nó sẽ giúp mát. Bởi vì hầu họng chúng ta nó bị viêm thì nó sẽ gọi là sưng nóng đỏ đau. Sưng nóng đỏ đau. Đó, nóng như quán chị mình ha. Thì đường phèn vào nó làm xoa dịu cái cổ họng chúng ta lại. Trong khi cái tinh dầu từ cái lá chanh này nó sẽ làm sát khuẩn, diệt khuẩn cái thành họng chúng ta. Từ đó nó sẽ giảm đi cái vấn đề nóng cổ họng, viêm cổ họng và ho. Đó. Thì nếu như chúng ta bị không bị cao huyết áp thì chúng ta sử dụng gừng nữa. Thì nó rất là tuyệt vời, gừng nó sẽ chống viêm rất là tốt. Đó là một số vấn đề Hải muốn chia sẻ của anh chị mình hôm nay. Và dù gì cũng phải có lưu ý cho chúng ta. Nên sử dụng đúng liều lượng và sử dụng trong ngày, không được làm nhiều ngày
làm nhiều để dùng dùng cho một lần làm mà dùng cho nhiều ngày là không được ha. Chúng ta chỉ sử dụng trong ngày thôi. Để qua ngày mai thì thuốc nó sẽ giảm tác dụng, đôi khi nó có vấn đề khác nữa. Cho nên chúng ta làm vừa đủ cái liều lượng như Hải đã chia sẻ và chúng ta sử dụng trong ngày. Ngày mai chúng ta làm cái khác. Nếu những người nào mà hay ho về đêm thì chúng ta có thể tăng liều lượng lên 1.5 gấp để dư lại khi mà tối chúng ta uống 1-2 lần nữa. Không có qua ngày, để qua ngày mai hay các bạn chị mình ha. Đó là một cái số lưu ý cho các bạn chị mình. Và bài thuốc này á, cái leo này, bài thuốc trị ho này á, thì ai cũng có thể sử dụng được. Nếu trẻ em mà từ 2 tuổi trở lên thì chúng ta sử dụng liều lượng bằng 1/3 hoặc 1/4 liều lượng người lớn. Còn trẻ em mà dưới 6 tuổi, trên 6 tuổi, dưới 10 tuổi thì chúng ta dùng liều lượng bằng 1/2 liều lượng của người lớn. Đó, đó là cái cách để chúng ta sử dụng cái lá chanh này và cái cà gai leo chúng ta điều trị cái bệnh ho, ho gà, ho lâu năm hoặc là ho do bị viêm họng. Rất là tuyệt vời. Rồi. Vậy là hôm nay Hải đã chia sẻ của anh chị mình những cái công dụng, một cái bài thuốc đi, của lá chanh và cái dược liệu thay thế củ gừng và đường phèn, đó là cái cà gai leo này. Rất là tuyệt vời. Cà gai leo này thì rất là nổi tiếng rồi của anh chị mình ha. Đó, hai loại này chúng ta có thể kết hợp với nhau và làm thành một cái bài thuốc trị ho, ho lâu năm, ho bị viêm họng, viêm phế quản mà chúng ta sẽ không sử dụng gừng và đường phèn. Đó, rất tuyệt vời luôn. Thì mong rằng cái vấn đề này, cái bài thuốc này nó có thể hỗ trợ của anh chị mình một phần nào trong cái cuộc sống mà chúng ta bị vướng phải cái vấn đề bị ho. Ho thì ho bất cứ lúc nào. Đó. Ngủ cũng ho, đứng cũng ho, nằm cũng ho, đi cũng ho, làm việc cũng ho. Đã nó ho thì nó thích ho, lúc nào nó ho chúng ta không quy định được. Thì nó cũng rất là ảnh hưởng đến sức khỏe và đến công việc chúng ta. Bây giờ thời buổi hiện đại này, cái bà cô tên Vít đó mà cô anh chị mình bị ho này ha, bị ho nghe, mà đi đến cộng đám đông mà cô anh chị mình ho nghe, là người ta sẽ nhìn cô anh chị mình cách khác đó. Đó cho nên á, những bài thuốc trị ho đơn giản như thế này nó có thể giúp cô anh chị mình tự tin hơn và làm việc nó có năng suất hơn, rất là tuyệt vời. Rồi. Thì cô Giao Hải cảm ơn và chúc các anh chị mình có sức khỏe thật dồi dào và luôn thành công trong cuộc sống. Vì Hải đến đây, Hải xin được kết thúc. Bye bye các anh chị mình nha.